Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã điện đàm với Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Hajiyama Hiroshi, trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Nhật Bản nhằm ứng phó với những hậu quả về kinh tế và chuỗi cung ứng do sự bùng phát của dịch Covid-19. Tại buổi điện đàm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã thông báo với Bộ trưởng Kajiyama Hiroshi Quan điểm chung của các nước ASEAN đối với dự thảo tuyên bố chung vừa thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3. Đặc biệt là về việc ứng phó với dịch Covid-19 dưới hình thức trực tuyến. Hai bộ trưởng cũng thống nhất nguyên tắc ASEAN và Nhật Bản sẽ ra tuyên bố chung của các bộ trưởng kinh tế ASEAN Nhật Bản về sáng kiến hồi phục kinh tế ứng phó với dịch Covid-19. Hai bộ trưởng nhất trí giao cấp kỹ thuật hai bên tiếp tục thảo luận thống nhất kế hoạch hành động ASEAN Nhật Bản nhằm phục hồi kinh tế để hai bên sớm phát triển, các biện pháp cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên ứng phó với hậu quả của dịch Covid-19, củng cố chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, hồi phục nền kinh tế. Dự thảo tuyên bố trên được xây dựng trên cơ sở các nội dung chính của tuyên bố chung do Việt Nam đề xuất và được các bộ trưởng kinh tế ASEAN thông qua tại hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 được tổ chức mới đây tại Đà Nẵng.